Vâng, xin chào mừng toàn thể các bác quay trở lại kênh của Minh Vũ Audio. Ở trong video clip ngày hôm nay, em xin được giới thiệu chi tiết cũng như là quay chi tiết cho các bác về cái mẫu đẩy hai kênh thương hiệu rất là nổi tiếng DK Danakin. Cũng là lâu lắm rồi em mới có dịp mà mua được mấy con đẩy phải nói là hàng quá chất lượng các bác. Dòng này thì trên thị trường cũng rất là hiếm nha các bác nhé. Rất là may mắn mua được mấy con. Ở những bác mà fan của dòng DK này mà ưa thích những cái dòng đẩy sò sắt thì đây là cái mẫu gọi là hay nhất các bạn, mẫu hay nhất em từng làm. Với thiết kế mặt vai nhôm rất là đẹp, em rất thích cái mặt con này, cực kỳ đẹp luôn nhá. Đấy, chữ thương hiệu đây. Mặt vai nhôm nguyên khối này. Đấy, nó thiết kế máy mặc dù có 2U thôi nhưng mà cảm giác là nó dày hơn những cái con 2U thông thường khác. Em có cảm giác là nó dày hơn một chút. Các bác nhìn mặt rất là sang và nó thiết kế kiểu khỏe khoắn, nhìn rất là, nói chung nhìn rất là ưng luôn đấy. Chiếc áp thì là chiếc áp bi. Đấy, chiếc áp bi vặn rất là sướng tay. Vặn đến đâu nó kêu tay 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 tay. Mình cảm giác ở tay thôi chứ không phải nó kêu ra ngoài nhé mọi người nhé. Đây, em sẽ quay một chút về cái hình thức bên ngoài. Bên ngoài thì không chê được rồi. Quay về mặt sau máy một chút xong lát nữa em sẽ quay chi tiết cho mọi người xem về cái. Ok, quay về ruột trước đi, ruột gan trước đi. Ở đây là số điện thoại của em. Các bác có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại trên kênh hoặc là đến trực tiếp địa chỉ thôn Chi Ngái 1, phường Cộng Hòa, sau đó Chi Hải Dương. Quá đẹp. Đối với dòng thương hiệu DK thì cũng có rất là nhiều loại và cũng nhất rất là nhiều cái kiểu máy nó khác nhau các bác nhé. Thì khi các bác đi mua thì các bác nên chú trọng nhiều về cái nội thất, linh kiện bên trong, hàng có tốt hay không các bạn, hàng có tốt hay không thì mình nhìn bên trong này, mặc dù các bác không có kinh nghiệm xem nhưng mình nhìn bên trong này mình sẽ lắm được một phần nào đấy, cũng như kiểu là đi tán gái vậy, nhìn những gái đẹp chắc chắn là nó sẽ hơn gái xấu rồi, đúng không các bác? Đây, từ những cái mên vị của nó này, chữ số, rồi là con trở, con tụ, rồi là những cái sợi dây điện, nó làm rất là chi tiết, sắc nét, từng ni từng tí một, rồi đến cái sò Mexico. Con máy này ấy, em chưa có vệ sinh, tháo ra là nguyên bản như thế này. Như hôm trước cũng có lên sóng như các bác, nhưng mà chỉ gọi là giới thiệu qua thôi, cũng không có chi tiết. Thì hôm nay em muốn dành một cái clip chi tiết nói về cái con đẩy này cho các bác đam mê audio cùng được xem. Con này thì nó chạy 16 sò sắt Mexico và bù áp 16 sò than Toshiba của Nhật. Bác nào chưa biết về sò thì nhân tiện đây em cũng nói luôn. Đây là con sò nhé, đây là con sò và đây cũng là con sò. Nhưng đối với dòng máy này thì chỉ tính sò chính là sò này. Đấy, toàn bộ sò sắt Mexico. Đấy, còn những cái con sò như thế này, đây và những mặt dưới nữa thì nó là cái con sò bù áp, nên cái máy bù áp nó rất là khỏe các bác nhé. Đối với con này thì các bác có thể đánh thoải mái 2W40 côn 76 các bác nhé, 2W40 côn 76. Những cái dòng loa thì cũng có rất là nhiều loại loa, các bác cứ chơi loa xịn thì em đảm bảo các bác, còn các bác chơi những dòng loa đều, loa thanh gióng thì không thể đảm bảo được, tại vì những dòng loa thanh gióng công suất nó ăn rất là lớn. Đấy, mọi người chơi mọi người phải hiểu được là khi mà mình phối ghép loa mình phải biết xem là trở kháng nó như thế nào, trở kháng càng cao thì ghép càng dễ, càng không tốn công suất. Đấy.
Còn những con nào trở kháng thấp, nghe tiếng rất là bí và nó rất là ăn công suất. Đấy, mặc dù đẩy khỏe, có những con đẩy khỏe, khi mà đẩy loa, có những loa bát rất là nhỏ thôi, 15-20cm thôi, nhưng mà nó dư công suất, nó đẩy ngược lại, đẩy thì đèn clip sẽ báo. Trong khi đấy các bác mới chơi, các bác không biết, các bác thấy báo đèn đỏ thì cứ nghĩ là mà vặn lại mãi không thấy nó to, thì lúc đấy một lúc sau máy nó nóng lên là nó sẽ bốc khói, nó cháy. Thì lúc đấy là cứ bảo là ui con đẩy là đẻo sao tự nhiên nó lại cháy, nhưng mà không phải thế đâu, là do mình không hiểu biết, mình không biết chơi đấy. Mà trong khi đấy có rất là nhiều trường hợp như vậy rồi, em bán hàng em biết có rất là nhiều trường hợp dính như vậy, là không biết chơi, dẫn đến cái tình trạng là con đẩy đang ngon lành thì yên chết. Đấy là ở loa của mình, tại vì những cái đôi loa không gọi là các bác không mua gọi là phân tần rồi là mua bát mua tép về ghép, mà không phải là cái loa của hãng người ta sản xuất ra. Nhưng các bác chơi những dòng loa bãi thì phải chơi những dòng loa của hãng. Ví dụ những dòng loa này, đây em về thêm được mấy cặp loa bát neo tép neo nhé. Dòng này thì quá ok rồi. Đây sẽ quay một chút nữa cho mọi người xem về nội thất của nó. Quá là đẹp, con này đẹp như mới luôn. Đấy. Và đời này là sản xuất năm 2013 mà nó còn đẹp như thế này. Sản xuất năm 2013 còn quá là mới. Đấy, tem mác còn đầy đủ. Từ những dây dở của nó này, quá chất. Em sẽ quay một chút về đằng sau. Đây, cái cả quạt cũng có tem DK này, của hãng luôn. Hai cái đường này là đường, một đường là đường input này, đường kết nối nền đẩy, à quên em xin lỗi, kết nối nền vang, lên vang hoặc là lên bàn mixer. Còn đường link này các bác kết nối sang link sang con đẩy khác, à, có nghĩa là link để lấy tín hiệu. Đây, chế độ khi mà chúng ta đánh mid now hay là đánh sub, gạt đánh LPF giải thấp, HPF giải cao. Bài bát là chế độ bình thường, chúng ta để chế độ bình thường như này thôi. Còn đây, con này nó có công tắc limit, là khi chúng ta hoạt động ở cái mức quá ngưỡng, quá vượt quá công suất, máy nó sẽ tự động nó tắt các bác nhé. À, cần gạt chế độ 4 ohm và 8 ohm thì cái này mọi người có thể, nếu mà đánh nó 4 ohm có thể gạt về 4 ohm cũng được, hoặc là vẫn để 8 ohm cũng được. Tại vì ở đây nó ghi như thế này là có nghĩa là nó cho phép mình đánh những cái đôi loa có trở kháng thấp nhất là 4 ohm. Các bác phải lưu ý là như thế nhé. Trở kháng là như thế nào? Nếu như chúng ta mà đánh cái loa trở kháng nó thấp hơn, ví dụ như là con này nó cho đánh xuống 4 ohm nhưng mà chúng ta đánh xuống 3 ohm hoặc là 2 ohm thì máy này nó sẽ nóng. Mặc dù cái công suất của loa rất là thấp nhưng mà cái trở kháng nó không cao, trở kháng nó thấp, thì khi chúng ta ghép máy đánh một lúc nó nóng là nó sẽ bốc khói, là nó sẽ cháy các bác nhé. Đây chế độ system monobride thì đối với dòng đẩy nào thì cũng có nhiều loại nó có. Đây, con này nó sử dụng đường giáp lưu trích. À, hiện tại mẫu đẩy này đang có mức giá rất là tốt các bác nhé, đang có mức giá rất là tốt, 5.200.000 các bạn, 5.200.000 là cái mức giá gọi là ngon bổ rẻ nhất từ trước đến nay. À, có rất là nhiều lơi cũng bán một cái con đẩy em thấy nó ở mức bình thường thôi nhưng mà người ta bán giá rất là cao. Thế nên khi các bác đi mua hàng thì nên chú trọng về cái chất lượng cũng như là cái sản phẩm đấy nó còn đẹp hay không nhá. Giá thì các bác có thể so sánh ở trên thị trường, em cam kết với các bác là cái giá em đưa ra là cái giá tốt nhất. Mọi thông tin chi tiết các bác có thể liên hệ trực tiếp với em qua số điện thoại 0976658815 hoặc 0925886889, địa chỉ tại khu Phương Ái, phường Cộng Hòa, Sao Đỏ, Chính Hải Dương. Cảm ơn toàn thể các bác đã quan tâm và theo dõi clip. Xin chào và gặp lại ạ.